Thời điểm này, nhiều ngân hàng tiếp tục cho vay giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch COVID-19 để ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh. Theo đó, ngân hàng Vietinbank lãi suất huy động 3,1% năm cho kỳ hạn dưới 3 tháng và 3,4% năm kỳ hạn 3 đến 6 tháng. Chương trình kéo dài từ nay đến ngày 30 tháng 9 năm 2021. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam triển khai gói tín dụng ngắn hạn lãi suất ưu đãi từ 3,8% năm tùy theo từng kỳ hạn với quy mô 10.000 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh xuất nhập khẩu. Vietcombank giảm đồng loạt lãi suất tiền vay cho toàn bộ dư nợ vay hiện hữu và cho vay mới của khách hàng trong thời gian 3 tháng. Theo đó, đối với khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng này giảm tới 10% số tiền lãi phải trả ngân hàng cho các khách hàng bị ảnh hưởng tiêu cực mức độ mạnh bởi dịch COVID-19, giảm tới 5% số tiền lãi phải trả ngân hàng cho các khách hàng còn lại bị ảnh hưởng bởi dịch. Đối với khách hàng cá nhân, ngân hàng giảm lãi suất 0,2% năm cho các khách hàng cá nhân vay vốn sản xuất kinh doanh trước ảnh hưởng của dịch bệnh. Cùng với đó, Vietcombank đã giảm phí dịch vụ cho khách hàng. Trong khi đó, hệ thống ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 đã hỗ trợ lãi suất cho trên 700 khách hàng với 4,5 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 sẽ tiếp tục hỗ trợ giảm lãi suất. Hiện nay chúng tôi đang áp dụng cái gói 15 nghìn tỷ, áp dụng đối với khách hàng có quy mô lớn và trên cơ sở khách hàng đáp ứng được các cái điều kiện thì sẽ được áp dụng các cái mức lãi suất là rất thấp so với mặt bằng lãi suất chung. Và đối với chi nhánh thì chúng tôi cũng đang chỉ đạo là tiết giảm tất cả các cái chi phí không cần thiết để có cái điều kiện coi như là giảm lãi suất để thực hiện cái đầu tư cho vay đối với khách hàng. Bắt đầu từ tháng 2 để hỗ trợ thêm về phí dịch vụ cho khách hàng, những cái khách hàng đang sử dụng cái dịch vụ ngân hàng điện tử của Vietcombank thông qua 4 gói dịch vụ, tức là khách hàng khi mà có số dư bình quân ở một cái mức nhất định trở lên sẽ được miễn toàn bộ cái phí dịch vụ trên hệ thống thanh toán điện tử ngân hàng. Việc giảm lãi suất cho vay lần này tiếp tục thể hiện sự quyết tâm của các ngân hàng trong thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ khách hàng, đưa tín dụng ngân hàng tiếp tục phát huy vai trò thúc đẩy, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế đất nước, nhất là trong những tháng đầu năm 2021.